Trung tâm điện tử Ảnh Phương xin trân trọng gửi lời chào tới tất cả các bác. Ngày hôm nay thì vừa anh Phương với vừa đấy được một người anh em ở bên mãi bên Mỹ gửi máy bay về airport về một đôi loa Mỹ nữa này. Bác vừa bóc thùng rồi xuống rồi. Dán tem ngay, riêng hàng của anh Phương về là phải dán tem ngay, đôi loa đẹp quá cơ. Đôi loa JBL215. Hàng thùng vỏ còn mướt. Bọn Tây nó dùng như này nó đã vứt đi rồi các bác này. Mấy thằng Tây ba lỗ này ăn hoang phá hại. Việt Nam mình còn phải làm mấy tháng mới mua được đôi loa này. Mới đi nuôi này 215 này. Quá ngon luôn các bác. Trời ơi, hôm nay về được đôi loa đẹp thật. Tem cờ đăng ký còn mới cứng. Chép này Medinuena cứng cửa, zin nguyên bản 100% các bác nhé. Dán tem bảo hành các bác, zin chuẩn 100% luôn. Đấy, óng ánh 7 màu luôn. Bát này, cái này là keo, lau đi là sạch các bác nhé. Medinuena này, bát 7 màu, đôi này đẹp thật. Cái bọn Mỹ nó sử dụng bên đấy cái không khí, cái thời tiết của nó chắc là tốt hơn ở bên mình. Bên mình thì nó có thời gian nộp ẩm cho nên là nó hay bị gọi là bị ten mốc à, bát còn rốn còn đỏ au luôn. Zin 100%. Đôi loa này thì đúng là quá chuẩn luôn. Bông tiêu âm này các bác này, rồi là phân tần này, zin nguyên bản này 215. Con này thì nếu mình nói về giá thị trường thì nó đắt hơn dòng 115 một chút. Nhưng mà hôm nay thì báo cáo các bác là đấy, người ta đưa về Việt Nam mình, cái bọn bên Tây thì nó cũng dùng cái vỏ xốp như này đấy. Nó cũng đóng cái xốp này về, không biết là nó lấy hay là nó hàng ở Việt Nam đóng sang này, đấy. Việt Nam mình đóng sang lại đóng về cho. Đấy nhá, một đôi loa 215 hàng mới cứng cựa, bao zin 100%. Giá thành đầu tư cho cặp này, giá tại cửa hàng là 14 triệu, bán bằng đôi loa 115 thôi. 14 triệu cặp loa này, giá tại cửa hàng, giá ship sẽ là 14.500. Đôi loa bát 40, chép kèn. Đấy các bác nhìn hôm nay thì đúng chính thức là bác nào mà xem được video này và lựa chọn được đôi loa 215 này thì nó lại vừa rẻ mà vừa chất. Đấy, rẻ và chất. Mua đôi loa 215 mà giá của 115 thì đúng là cơ hội hiếm có luôn. Số máy của em là 0971998555. Đẹp xuất sắc nha, bao chuẩn, bao zin các bác luôn nha. 14 triệu tại cửa hàng. Bác nào đến tận nơi trở về thì là 14 triệu. Còn nếu giá bao ship sẽ là 14.500. Một lần nữa em cũng lại cứ phải nhắc đi nhắc lại là loa nhà em sẽ bao zin 100%. Bàn giao cho các bác là loa hoạt động bình thường và hoạt động tốt. Còn sẽ không bảo hành về thời gian. Đấy. Cho nên là cái việc các bác chơi các bác phải nhớ giữ gìn cho em. Chứ không tránh trường hợp là bị sốc, bị hú mic, rồi là các bác cắm không đúng nguyên tắc có thể ảnh hưởng đến loa. Cho nên là em bán hàng em cứ nói trước rõ quan điểm như vậy để các bác lựa chọn. Đấy. Bán hàng với loa Mỹ thì chắc chắn 100% các anh em đều bán, không ai bảo hành về thời gian. Em nói mua được loa Mỹ zin, đó là một cái niềm hạnh phúc nhất của những người chơi âm thanh rồi. Còn cái việc mà chúng ta chơi, chúng ta phải biết giữ gìn nó để bảo vệ nó. Bởi vì giá trị của nó rất là cao và rất là đắt. Chứ còn bây giờ em nói thật các bác là ví dụ như là đôi loa nó ta thay côn chép rồi ấy. Cái côn chép của Trung Quốc nó rẻ bèo ấy, 5-70 một cái hoặc 200-300 nghìn một cái, hàng đắt tiền. Em nói thật, nếu mà có bảo hành chăng nữa, nếu mà họ đã thay côn rồi họ bảo hành cho các bác thì nó không phải là côn zin. Còn nếu bảo hành côn zin, đố ông nào dám bảo hành thời gian. Bởi vì thực ra là cái gì, các bác để sốc thì chỉ cần 1 giây nó đã chết cả đôi rồi, 3 triệu một đôi. Sau đó thay côn bảo hành vào, về nhà lại sốc một phát nữa, lại chết 3 triệu nữa. Em nói đây là côn này còn rẻ, chứ nếu mà côn của những cái đời này nó 5 triệu, 7 triệu một đôi côn của con này. Các bác đánh chết đôi côn này, sau đó này mang đi bảo hành, xong mai về lại chết, cửa hàng lại mất 7 triệu, ngày kia về lại chết. Không ai bảo hành được, nó thóm lại này. Chịu, bán đôi loa trả được bao nhiêu tiền, không ai dám bảo hành. Còn bán được thì bán, không bán được thì chịu. Còn ai hiểu thì các bác sẽ hiểu được vấn đề. Còn nếu mà chơi loa Mỹ mà các bác này gọi bảo hành như loa Trung Quốc thì không có đâu. Loa Trung Quốc người ta bán người ta cũng không có bảo hành đâu. Còn nếu có bảo hành thì người ta sẽ cộng cái tiền đấy lên. Các bác có hiểu không? Ví dụ đôi loa này bọn em bán là 25 triệu chẳng hạn, hay 24 triệu chẳng hạn,
Nếu mà bây giờ bọn em, các bác yêu cầu bảo hành 1 năm em cộng lên thành 40 triệu hoặc là 30 triệu. Các bác chẳng may có chết 1 năm có chết, ví dụ như côn tàu thì nó đắt, côn tàu chỉ 5-70 cái thôi, 100-150 cái. Các bác có 1 năm các bác có chết 4 lần thì họ cũng chỉ mất có mấy trăm nghìn. Thì các bác có chết liên tục thì chết chán thì thôi. Chứ nó không như côn Mỹ không ai bảo hành được. Thậm chí nhiều lúc chúng ta nói bằng thật, có tiền còn không mua được côn xịn, chứ đừng có nói bảo là tôi có tiền tôi mua đâu cũng được đâu các bác. Có tiền còn không mua được côn xịn. Mua loa Mỹ mà mua được cái đồ xịn chuẩn chỉ còn zin nguyên bản, đó là một niềm hạnh phúc của người buôn cũng như người gọi là mua hàng. Cho nên các bác chơi nhớ cùng chung tay giữ gìn để làm sao cho nó hợp lý nhất và chất lượng nhất. Các bác có đồng ý với quan điểm này không ạ? Số máy của em là 0971998555. Xin trân trọng cảm ơn các bác rất nhiều. Xin chào tạm biệt các bác.